Chúng có thể ăn cá, chim, động vật có vú hay thậm chí là con cá sấu nhỏ hơn nếu có cơ hội. Đối với những động vật sống trên mặt đất, cá sấu sẽ tìm cơ hội tấn công khi chúng tới uống nước sát mép sông. Nhưng có vẻ lần này, cá sấu đã liều lĩnh hơn. Nó vốn chỉ có ưu thế khi ở dưới nước thôi, thế mà lại dám hùng hăng tiến lại khu vực cấm địa của rồng Komodo. Cứ nhìn cải cách, nó xông vào hang ổ của rồng Komodo mà xem, đâu biết trời cao đất dày là gì. Có thể nói rằng, đây là cuộc đấu khá hiếm gặp bởi cá sấu ít khi chọn con mồi có kích thước khổng lồ, khiến chúng khó có thể khống chế đối thủ theo cách thông thường. Thế nhưng sự quyết liệt của cá sấu đã chiến thắng. Kết cục trận chiến thật là ê chề và đáng buồn thay cho anh bạn Komodo. Con cá sấu bị quật đi quật lại tứ tung, vần nhau từ hang đến bờ sông, mãi chẳng chịu bỏ cuộc. Sau cùng, con cá